Quyền Linh xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với một câu chuyện, xem câu chuyện như thế nào và người chơi sẽ là ai. Quyền Linh xin chào đón ca sĩ Thanh Phong. Em chào anh Quyền Linh. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào em. Chúc một ngày tốt lành nha. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Chúc em thật nhiều may mắn trong ngày hôm nay, bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ vượt qua rất là nhiều câu hỏi khó của chương trình. Dạ. Để có thể chia sẻ một hoàn cảnh khó khăn đến từ Vĩnh Phúc. Đó là gia đình của em Kiệt và em Cương. Hy vọng rằng em sẽ có những cái đáp án chốt đúng giờ để chúng ta có thể có số tiền thật cao. Dạ, em sẽ cố gắng hết mình ạ. Rồi, câu chuyện của em Cương và em Kiệt thế nào, xin mời quý vị hướng về màn hình. Nhắc tới những giải cao trong các kỳ thi quốc gia, nhiều người trong chúng ta có thể sẽ nghĩ những em học sinh đạt giải phải được tạo điều kiện học rất tốt. Ấy vậy mà em Văn Kiệt ở khu 1, thôn Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những trường hợp đặc biệt. Kiệt đã xuất sắc đạt được giải nhì môn hóa quốc gia và ghi tên mình vào danh sách thi đội tuyển quốc tế trong hoàn cảnh gia đình không được đủ đầy như các bạn đồng trang lứa. Riêng hoàn cảnh của hai cháu Cường và Kiệt thì bố mất sớm từ lúc các cháu vẫn còn nhỏ, nên là chỉ có ba mẹ con ở với nhau. Và nhiều năm thì là hộ nghèo của thị trấn Yên Lạc. Riêng năm 2020 là hộ cận nghèo của thị trấn Yên Lạc. Hoàn cảnh các cháu là rất khó khăn. Chỉ có một mình mẹ đi làm thuê để nuôi các cháu ăn học. Hiện nay thì các cháu ở cùng với mẹ và ông bà nội. Ông bà nội thì cũng đã cao tuổi, nên là cũng hỗ trợ được rất ít công việc nhỏ trong gia đình. Kiệt mất từ năm 2007 do tai nạn giao thông. Sau biến cố đó, một mình mẹ em làm thuê làm mướn, nuôi hai anh em ăn học. Ai thuê gì làm nấy, đi sớm về khuya, không nề hà bất cứ công việc gì dù là việc nặng nhọc. Tuy rằng chỉ mãi miết như vậy, nhưng thu nhập cũng không được là bao, cũng không có thời gian bầu bạn dạy bảo con. Ở trường từ lớp 10, lớp 11, thì em đều ở trong cái đội tuyển học sinh giỏi môn hóa của trường. Đặc biệt là năm nay lớp 10-11 thì em đã tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia thi vượt cấp lớp 12 và em đã đạt được giải nhì. Và em cũng tham gia vào cái vòng 2 thi chọn học sinh giỏi quốc tế để đi thi quốc tế môn hóa và điểm của em cũng khá cao. Đây là một học sinh rất là chăm ngoan, chịu khó, cần cù. Tuy là em không học cùng Kiệt vào năm học cấp 2, nhưng mà em biết được là bạn Kiệt luôn luôn cố gắng trong đội. Được các bạn học cùng lớp Kiệt hồi học cơ sở kể rằng là Kiệt lúc nào cũng là người đến sớm nhất lớp và là người về muộn nhất lớp để ôn luyện. Sau khi Kiệt đỗ chuyên thì bọn em đã cùng nhau cố gắng để cùng tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Và bạn Kiệt cũng đã thể hiện rất xuất sắc trong thời gian ôn luyện và cũng như trong bài thi của mình để đạt được kết quả, đó là trở thành một trong những thí sinh giỏi nhất cả nước tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Thật may mắn là Kiệt và em trai của em vẫn luôn hiểu chuyện và học rất giỏi. Em trai nhiều năm liền cũng là học sinh giỏi và đang phấn đấu vào trường trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc như anh. Năng lực học tập của em Cương thì trong tôi đã nhận chủ nhiệm em từ năm lớp 6 đến năm lớp 8. Thì qua 3 năm học tập ấy thì em là một người rất là có cố gắng trong học tập, lúc nào cũng vươn lên, có cố gắng. Và qua 3 năm thì em đều đạt các cái danh hiệu học sinh giỏi và học sinh khá. Tôi cảm thấy là em là một người rất là có ý chí vươn lên trong học tập, mặc dù là hoàn cảnh gia đình bố mất từ năm em có mấy 9 tháng. Thì trong cái quá trình học tập thì tôi cảm thấy là em là một người rất là có ý chí và có nghị lực. Hai anh em tự bảo ban nhau cố gắng học tập với một quyết tâm học để thoát nghèo, để thay đổi cuộc sống của mình. Ngoài những lúc phải học bài ra, hai anh em phụ mẹ việc nhà cửa, sân vườn. Động lực học của em thì từ nhỏ thì bố em mất sớm và mẹ với ông bà nuôi dạy em thì luôn bảo em phải cố gắng học để sau này đỡ vất vả. Nên là em cũng cố gắng học. Ngoài ra thì các thầy cô cũng biết hoàn cảnh gia đình nên cũng
giúp đỡ em nên là em cũng càng có quyết tâm cố gắng hơn, và các thầy cô thì cũng cung cấp tài liệu và chung tạo điều kiện hết mức để em học tập được như hôm nay. Em ước sau này em được làm bác sĩ ạ. Tại nhà em không ai làm bác sĩ nên là thỉnh thoảng gia đình mà có ai bị bệnh đều phải đi xe lên tận trên Hà Nội khám, và chi phí thì nó cũng đắt nữa. Thế nên em nghĩ là nếu mình trở thành một bác sĩ thì sẽ đỡ hơn cho gia đình rất nhiều. Với khả năng học tập đáng ngưỡng mộ như vậy, Kiệt và Cương được giúp để bớt đi phần nào khó khăn, được phát huy thêm khả năng của bản thân và có thể đạt đến những ước mơ mà các em mong muốn. Chúng ta vừa đến một câu chuyện cũng khá xúc động. Và hiện nay thì em Kiệt học rất là giỏi, chúng ta đã thấy rồi. Đó là một tương lai tươi sáng đang mở ra với em. Nhưng bởi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, có thể hai em cũng đang gặp khó khăn trong cái việc mà tiền học phí trên con đường phát triển sự nghiệp. Và ngày hôm nay thì Phong có mặt ở đây để có thể hỗ trợ giúp hai em một món quà nào đó. Vâng ạ, một cái món quà mà Thanh Phong nghĩ rằng là sẽ phải làm được, đó chính là cố gắng để trả lời thật tốt, xuất sắc những cái nhiệm vụ đặt ra trong những cái đáp án, để mình có một cái số tiền nhất định, nhiều thì tốt, để gửi tới các em để chắp cánh ước mơ. Bởi vì theo Thanh Phong hiểu rằng các em đang cố gắng rất lớn trong công tác học tập, mà đúng là học tập là tài sản, học tập là con đường dẫn đến cái thành công một cách nhanh nhất. Rồi, cảm ơn Phong rất là nhiều. Ngày hôm nay thì anh Quyền Linh, khán giả Thanh Phong, không ai biết đáp án là gì cả. Chúng ta cùng đồng hành trên con đường đi tìm đáp án. Chốt càng sớm càng tốt. Vâng. Phong đã sẵn sàng. Em sẵn sàng ạ. Chúng ta bắt đầu vì bạn xứng đáng. Nêm Aji ngon mới, không chỉ ngon mà là ngon nhân đôi. Nhờ đậm thịt, ngọt xương, đậm đà từ vị đầu, ngon lâu đến hậu vị. Aji ngon, vị ngon nhân đôi. Đậm đà vị đầu, ngon lâu hậu vị. Khi ý chí cần tiếp thêm sức mạnh, sữa Nestle cho cơ thể mạnh mẽ, luôn đồng hành cùng ý chí của bé. Nestle cho một thế hệ mạnh mẽ. Vinamilk Sure Prevent Gold mới với canxi, collagen, thủy phân cho xương chắc khỏe, bổ sung omega 3 và blesterol cho trái tim trẻ, tăng đai chụp lưng thảo dược giảm nhức mỏi, cùng nhiều phần quà đặc biệt khác. Tã dệ khiến bé khó khăn vận động bởi tã chỉ thấm hút tại một điểm. Thử ngay tã quần giữ dáng Pampers, thấm hút từ trước ra sau, giữ cho dáng tã không bị sệ. Với Pampers số 1 Nhật Bản. Ace Cook. Cái bây giờ thì Thanh Phong sẽ trải qua 5 vòng chơi khác nhau với các câu hỏi khác nhau và các mệnh giá khác nhau. Vòng 1 10 triệu, vòng 2 15, vòng 3 20, vòng 4 25 và vòng 5 là 30 triệu. Tổng cộng chúng tôi đang gửi cho Thanh Phong 100 triệu. Trên con đường đi tìm những gợi ý để chốt đáp án, Phong phải dùng số tiền này mua những gợi ý. Nếu mình mua ít thì em Cương và em Kiệt có nhiều tiền. Nếu mình mua nhiều tiền thì em Cương với em Kiệt ít tiền. Đơn giản như thế. Rồi, gác lại tất cả mọi chuyện và bây giờ tập trung vào câu hỏi. Vòng 1, 10 triệu đồng, bắt đầu. Câu hỏi của vòng 1 như sau. Ai? Ai? Ai đó chưa biết. Chúng ta có một gợi ý được tặng, mở. Gợi ý nào? Vĩ nhân lịch sử. Wow, vĩ nhân lịch sử. Chúng ta có 9 gợi ý còn lại, bạn phải mua thấp nhất là 50 ngàn, cao nhất là 3 triệu. Nào. Em xin chọn số 7. Mở số 7. Vĩ nhân lịch sử nha. Vĩ nhân lịch sử. Đây là một cái tên có thể nói rất là nhiều người biết, cả thế giới luôn. Mệnh giá số 7 là 50.
400.000 đồng. Wow, 400.000 đồng. Quá tốt. Mở gửi là cái đặc điểm nào? Trời ơi, 1769, 1821, tức là ngày sinh và ngày mất của vị nhân lịch sử này. Mình đoán nó như vậy thôi, cũng chưa biết đó là gì cả. Vâng ạ. Mua tiếp thôi. Em chắc chắn nó phải mua tiếp. Đúng rồi, không biết gì hết. Thôi thì em xin phép được mở mua ô số 3. Mở số 3. Mệnh giá số 3 là 50. Số mấy? À, quá may mắn, chúc mừng Thanh Phong. Dạ. Mở gửi vị nhân nào? Thiên tài quân sự. Thiên tài về quân sự. Em có biết ai là thiên tài quân sự không? Ví dụ có như Bắc Giáp mình đó. Bắc Giáp thì ngay gần với chúng ta đây. Đúng rồi. Còn ngày xưa trong thời kỳ lịch sử thì chúng ta có Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Đúng rồi. Của thời nhà Trần. Với rất nhiều lần, 3 lần đánh kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Ở thế giới thì em có tưởng tượng đến ai không? Thiên tài quân sự nào đó. Như là Napoleon. Đúng rồi, hoàng đế Napoleon. Dạ. Đó là một trong những cái thiên tài quân sự mà cũng có thể là một vĩ nhân lịch sử. Nhưng ở đây mình chưa thấy điều gì cả. Mình cứ mò từ từ nó sẽ tới. Đúng rồi ạ, sẽ phải mua tiếp ạ. Số mấy? Em xin lấy ô số 4 ạ. Mở số 4. Mệnh giá số 4 là bao nhiêu? 3 triệu. To nhất. Số cao nhất 3 triệu. Thôi kệ, mình đừng nhìn số mất đi. Đúng rồi. Mà mình nhìn số còn lại để tôi có tinh thần chơi tiếp nha. Vâng ạ. 3 triệu mua được gì? Mở luôn. Hoàng đế Pháp. Pháp. Wow. Thế thì mình đã có một cái sự thành công trong lòng mình rồi. Thôi em xin nói luôn, đó chính là Hoàng đế Napoleon. 3, 2, 1, chốt. Rất là rõ luôn. Có thể nói đó chính là vĩ nhân lịch sử Hoàng đế Napoleon. Không biết đúng hay sai. Chúng ta xem đáp án. Đúng đi, đúng đi. Đúng rồi, đúng rồi. Wow. Napoleon. Quá chuẩn luôn. Chính xác là như thế. Như vậy là ta có một khởi đầu rất là đẹp mà rất là tốt, chỉ có điều mua 3 triệu là không tốt thôi. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Vương triều 100 ngày thống trị châu Âu, thấp, tức là hoàng đế Napoleon 1m69. Em còn nhớ một cái một câu nói rất hay của hoàng đế Napoleon. Ông nói rằng là cái chiều cao người đàn ông không phải tính từ chân đến đầu mà là từ đầu đến trời. Và hôm nay mình lần đầu tiên thấy được cái gợi ý là ông cao 1m69 mà em cũng cao 1m69 nữa. Ôi vậy ạ. Vâng ạ. Thôi chừng là em nổi tiếng là thành vĩ nhân luôn á. Là thôi em cũng giàu nữa. Nói chứ 1m69 cũng không phải là thấp đâu. Dạ, với người Việt nào 1m09 mới thấp. Dạ. Thôi chúc mừng em, chúng ta có một đáp án chính xác, hoàng đế Napoleon. Bây giờ mình xem số tiền có được là bao nhiêu ở vòng 1. Khi mới đến đây thì trong tài khoản của Thanh Phong của chương trình bạn có 0 đồng. Kết thúc vòng 1, Thanh Phong có số tiền là 6.550.000 đồng. Một khởi đầu tốt đẹp. Cho Quỳ Linh kết nối với hiện trường nào. Xin được chào người chơi đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, ca sĩ Thanh Phong, và xin được chào khán giả tại trường quay. Xin được chào MC Quyền Linh. Hiện tại Thanh Hương đang có mặt tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây thì rất là gần với gia đình nhà em Kiệt và em Cương, chính là gia đình thụ hưởng ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là với cái sự suôn sẻ may mắn ở vòng đầu tiên thì những vòng tiếp sau đây thì ca sĩ Thanh Phong chúng ta cũng sẽ giành được số điểm tuyệt đối. Ca sĩ Thanh Phong ơi, cố lên nhá. Rồi, cảm ơn nha. Chút xíu mình gặp lại. Xin chào. Chúng ta sẽ tiếp tục vòng 2 vì bạn xứng đáng. Vòng 2 mệnh giá là 15 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Hỏi rất nhiều vấn đề. Gợi ý được tặng thức uống. Thức uống. Có rất nhiều loại thức uống. Có 9 gợi ý còn lại mình phải mua giống như vòng 1 thôi. Thấp nhất là 50.000, cao nhất là 40.000. Bây giờ số tiền mua nó tăng lên rồi. Số mấy? Em xin phép được chọn cũng bắt đầu từ số 7 đi ạ. Số 7. Mở số 7. Số 7 là số may mắn. Số 7. Mở. Mệnh giá là bao nhiêu? 50. Quá tuyệt vời. 50.000. Mua được gì?
có ga. Thường là các em thấy các đồ uống nhanh tiện lợi mà đóng chai thì đa số đều có ga. Rồi thôi em quyết định mua thêm ạ. Mua đi, số mấy? Em xin mua số 6. Mở số 6. Một cái gợi ý quá đơn giản mà cũng khó. Được có ga nữa. Mệnh giá số 6 là này chắc vô nhà hàng nè. Mắc thế. 1,5 triệu. Mở gợi ý. Vô số loại có ga. Pháp. Pháp. Nước Pháp cũng là một đất nước rất là nhiều cái văn hóa về văn học, về lịch sử, về ẩm thực và cả thức uống nữa. Đúng rồi. Nhưng mà thôi chắc chắn thì mình phải mua thêm rồi. Em xin mua ô số 9. Mở số 9. Rất là thận trọng. Chúng ta cứ thận trọng như thế. Mệnh giá số 9 là bao nhiêu? 1. Wow. Đẹp, số đẹp. 300.000. Mua gửi. Ăn mừng. Rượu vang Pháp rất là nổi tiếng, vang nho đấy ạ. Và trong các buổi lễ ăn mừng thì em thấy là không chỉ người Pháp mà bây giờ cả thế giới thì lúc nào cũng sẽ có rượu vang. Rượu vang có ga không? Sâm banh. Sâm banh thì có ga này. Còn rượu vang cũng có. Bia Pháp cũng cũng là một thức uống rất là ngon và cũng giá trị. Để em cũng đang phân vân giữa là sâm banh hay là vang. Mua. Vâng, cảm ơn các bạn khán giả. Và Thanh Phong xin mua tiếp ô số 8. Mở số 8. Chúng ta đã định hình được vài loại thức uống có ga. Mệnh giá số 8 là 3 triệu nữa. Hơi cao. 3 triệu mua được gì? Lễ Hà Thủy. Lễ Hà Thủy. Các anh trai trong gia đình của em thì đều là theo ngành hàng hải, anh thủy thủ tàu biển. Ồ hay quá. Và khi còn bé thì rất là thích những câu chuyện của các bác, chú rồi các anh khi mà đi biển về kể trong gia đình, là khi mà hạ tàu thủy, giờ một cái con tàu hạ xuống dưới nước ấy, thì người ta sẽ có một cái nghi lễ ăn mừng là phải đập một cái chai rượu vang để tạo ra một cái tiếng nổ lớn, và đó là một cái sự vui vẻ phấn khích khi ăn mừng ấy. Thôi em xin phép được chốt luôn. Chốt. Đáp án cứ chắc chắn là chốt, quyền quyết định của em nào. Thanh Phong xin chốt đáp án, đó chính là rượu vang. Chắc chưa? Chắc. 3. Sâm banh nhờ. Mùa lần này hy vọng thôi sẽ mua thêm cái gì mình phải chắc chắn. Đúng rồi. Thanh Phong xin được mua thêm một sự kiện số 5. Mở số 5. Mệnh giá số 5 là tóc rồi. Đừng có rơi vào con số cuối cùng. Trời ơi. Nào, mở gợi ý. Sâm banh. Đúng rồi. Thì có dây kim loại sẽ buộc ở đầu để đúng nén rồi. Chặt cái khí ga trong kia. Dây thôi. Kim loại. Chắc chắn lần này em sẽ banh. Em sẽ chốt ạ. Đáp án cuối cùng của Thanh Phong cho vòng 2 này đó chính là rượu sâm banh. 3, 2, 1, chốt. Cái gì mà anh chắc ăn là chốt nhanh lắm. Nào, sâm banh. Chúng ta chưa xem nó bán được rồi. Tôi phải nghỉ ngơi chút xíu đi. Hồi hộp quá. Vài phút nữa chúng tôi sẽ quay trở lại và mở đáp án quý vị nha. Xin chào. Vinamilk Love Yogurt nếp cẩm. Sữa chua sánh mịn, nếp cẩm dẻo thơm, xay trọn giác quan. Vinamilk Love Yogurt nếp cẩm, vị dẻo thơm, ngon say đắm. Vinamilk Dialacro Plus với tổ yến bổ dưỡng, chuyên dành cho trẻ suy dinh dưỡng, cùng hàng tỷ lợi khuẩn và đạm whey tăng cường hấp thu, giúp bé tăng cân, cao khỏe. 3 tháng mà khác hẳn. Dialacro Plus với tổ yến, bé tăng cân, cao khỏe. Em Linh,
cửa mới. Khi có tuổi, bạn có nguy cơ bị mất đến 20% xương và 29% cơ. Uống Enlin Ba Khỏe chứa đạm canxi collagen giúp cơ xương khớp chắc khỏe. Sinh ra từ thiên nhiên, vượt bao tháng ngày thử thách, tích tụ khoáng chất thiết yếu để trở thành Lavi. Lavi, một phần tất yếu của cuộc sống. À, hết rồi. Lays thêm 20%, đã ngon còn nhiều, đã vui càng vui. Cao gian lạnh, salon ship. Với Kikon Salicylate và Elmentone giúp giảm đau kháng viêm. Không dám lên vùng da tổn thương hoặc vết thương hở. Không sử dụng cho người có tiền sử dị ứng như một trong các thành phần của thuốc. Không dùng thuốc cho các đối tượng sau: trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc có tiền sử sốt cao. Gặp kỹ hướng sử dụng trước khi dùng. Sữa chua uống men sống Probi với hàng tỷ lợi khuẩn ưu việt, hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường ruột, cho cả nhà vui khỏe. Vệ sĩ Probi bảo vệ gia đình. Để cá kho riêng ngon, tôi chọn Knorr gia vị hoàn chỉnh. Đã có đủ gia vị, chỉ ướp rồi kho. Cho màu vàng nâu, săn mềm thấm từng thớ cá. Kho chuẩn ngon, chọn Knorr gia vị hoàn chỉnh. Chào quý vị, quay trở lại với vòng 2 vị bạn xứng đáng. Thanh Phong đã chốt rượu champagne, không biết đúng hay sai. Chúng ta xem đáp án. Mở đáp án. Xong anh, okay. Chính xác. Nào bây giờ vô ly nào. Yeah. Thêm chảy nữa đi anh. Yo. À, thêm ly nữa chứ. Cái nữa đi. Thêm ly là ba, đủ ba ly. Ủa ba ly giống uống rượu cúng quá vậy. Dạ không, không người địa lưỡi nhưng quà. Chúc mừng em. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Rượu vang sủi bọt, tên vùng đất, chai thủy tinh dày. Đây là một trong những cái thức uống mà quen thuộc lắm. Dạ. À, chúc mừng chúng ta tổng kết số tiền. Ở vòng 1, Thanh Phong có 6.550.000 đồng. Còn với vòng 2, Phong có số tiền là 12.200.000 đồng. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với vòng 3 vì bạn xứng đáng. Vòng 3 mệnh giá là 20.000.000 đồng. Câu hỏi như sau. Ai gửi văn học dân gian? Văn học dân gian à, tức là một cái tác phẩm nào đó mà có một nhân vật nào đó nó thuộc về văn học dân gian. Có 9 gợi ý còn lại mình phải mua. Thấp nhất 100.000, cao nhất là 6 triệu. Bắt đầu mua đi Phong. Vâng, em xin được mua bắt đầu từ ô số 9. Mở số 9. Mệnh giá số 9 là 100.000. Quá đẹp. Thay đổi quá đẹp. Yeah. Luôn ạ. Chứ nó giữ số 7 nó ra số khác à. 100.000 mua được gì? Mở luôn. Nghèo khó. Ai trong nhân vật dân gian nghèo khó? Thường là văn học dân gian Việt Nam chúng ta lúc nào cũng sẽ có rất nhiều mẫu nhân vật như là cô Tấm Thảo Hiền này, rồi là nàng Tiên Ốc, rồi là cậu bé nghèo đi chăn trâu, rồi và cậu những hai em bé này có thể cậu xuất hiện trong truyện cổ tích rồi chẳng hạn. Nhà nghèo cũng vươn lên học tập để sau này đỗ quan trạng. Đúng rồi. Thì đấy là mẫu nhân vật chung của văn học dân gian. Thôi thì bây giờ em tiếp tục mua tiếp ạ. Số mấy? Xin phép được mua số 7. Mở số 7. Mở số 7. Số 7 nói nghe sao nó hồi hộp quá nhỉ. Mệnh giá số 7 là 3 triệu. 3 triệu mua được gì? Mở đi. Nam hay nữ này? Nông dân. Đúng. Đa số là nhân vật nghèo là toàn văn học dân gian là đa số là nông dân. Vâng đúng rồi ạ. Xin được mua tiếp. Mua lựa chọn số 1. Mở số 1. Mệnh giá số 1 là trời ơi. Lên từ này. 3 triệu rưỡi. Nghèo mà còn khó nữa. Truyền miệng
Đúng rồi, văn học dân gian thì đều phải truyền miệng từ đời này qua đời khác. À, mà không biết đây là ai đây? Sau hai lần mua cao rồi bây giờ chắc là phải lần mua thấp thôi. Xin phép được mua ô số 5 ạ. Mở số 5. Mệnh giá số 5 là... Hai triệu. Nó nhẹ hơn hồi nãy ha. Ừ. 2 triệu. Mua được gì? Nguyễn Long Phi. Nguyễn Long Phi. Long Phi. Tên này là tên thật đấy. Tên thật đấy ạ. Ừ. Có họ này, có tên đệm này. Bác Nguyễn Long Phi này làm nhân vật hay kể chuyện cười. À, rồi từ đó rồi người ta nâng lên thành một cái giai thoại nào đó về bác Ma Phi chẳng hạn. Dạ. Theo em nghĩ rằng là trên mảnh đất phương Nam chúng ta thì từ thời khai hoang đi mở đất thì cũng chỉ hơn hơn 300 năm thì thôi. Những cái nhân vật truyền miệng thì em nghĩ là chắc là phải có thật. Ôi, em xin phép được liều đi. Chứ anh cũng biết mặt bác Ma Phi thế nào. Đúng rồi. Mà anh đã từng làm chương trình bác Ma Phi, thậm chí anh có đóng bác Ma Phi nữa. Bác Ma Phi luôn. Ừ, anh đóng bác Ma Phi. Thôi các bạn khán giả ơi, mình sẽ chốt hay là mình mua thêm nhỉ? Vâng, em xin phép được cảm ơn tất cả các bạn khán giả. Đây tí nữa Từ sẽ có quà tặng cho tất cả các bạn. Và em xin phép được chốt luôn đáp án cuối cùng của vòng 3 là bác Ma Phi. Nào, 3 2 2 rưỡi. Em kiểm tra lại chưa? Sẽ ít có một nhân vật truyền miệng nào mà lại mấy mươi phần trăm trong người rồi. Em vẫn cảm giác 90%. 90 thì chốt. Chốt luôn. Chốt. Nguyễn Long Phi có phải là bác Ma Phi hay không? Xem đáp án. Tim tay chân rụng rời, đầu óc choáng váng, mười mấy triệu còn hay mất. Nào, con mở ra bán. Wow, bác Ma Phi chuẩn luôn. Chúc mừng em. Quá tuyệt vời. Dạ. Bác Ma Phi, một đáp án chính xác. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Nói dốc. Nói dốc. Nghệ sĩ Hoài Linh. Nghệ sĩ Hoài Linh đóng vai này. Hài hước, lạc quan, Cà Mau. Wow. Tức là quê Nguyễn Long Phi, bác Ma Phi Cà Mau. À, thực sự là một cái nhân vật mà toàn là nói dốc không à. À, à truyền miệng từ này có những cái mà ta nâng lên cao hơn nữa. Vâng. À, mình xem Nguyễn Long Phi như thế nào. Nhân vật nguyên mẫu của bác Ma Phi là nghệ nhân Nguyễn Long Phi. Rồi, chúc mừng em. Chúng ta tổng kết số tiền 12.200.000 đồng là kết quả của hai vòng chơi trước. Cộng với vòng 3, Thanh Phong có số tiền là 23.600.000 đồng. Tốt cũng là khá tốt đấy. Dạ. Bây giờ thôi, mình xóa tan cái bầu không khí căng thẳng này bằng một cái giai điệu nào đó, một bài hát nào đó của em đi. Dạ vâng ạ. Em đi hát lâu chưa? Em thì cũng sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Lớn lên thì em cũng theo đuổi về nghệ thuật. Nhưng mà em lại chọn cái việc học của em là học về nghiên cứu. Đầu tiên học về quản lý văn hóa. À. Sau đó thì em học phương pháp giảng dạy về dân ca. Hèn chi em học về quản lý văn hóa. Thật ra em rất là thông thạo rất là nhiều loại hình văn hóa nha. Rồi bây giờ thì có thể em tặng một bài hát nào đó. Dạ. Một giai điệu nào đó để chúng ta nhẹ nhàng hơn. Vâng để đỡ căng thẳng hơn thôi. Dạ. Bài hát quê hương nhưng mà sẽ hát theo một phong cách mới ạ. Rồi. Đó chính là hát theo phong cách tân cổ tứ hoa dân ca Nghệ Tĩnh do em biên soạn và chuyển thể từ cải lương sang hay Nghệ quá. Tĩnh ạ. Mời quý vị cùng thưởng thức. Rồi, xin mời Thanh Phong. Thuở còn thơ, con mới hỏi mẹ quê hương là gì, tại sao cô giáo bảo phải yêu ạ. Mẹ nói quê hương có bến nước dòng sông, có rặng dừa xanh nghiêng bồng, có nhánh mê chua, có chung khê ngọt, có chiếc cầu tre hôm xưa mẹ đi về. Có hương thâu thơm dịu
theo dìu ánh trăng thề. Có đàn bướm vàng theo chân em đi học, có hỏi lam chiều bức tranh quê yên ả, có những cánh có chấp trời dưới chân đê, có vụt bay đi khi lũ trẻ gọi trâu về, con đò chờ liêu xiêu trên bến vắng. Sao xuyến lòng tôi cứ chiều chiều nhạt nắng, hai tiếng quê hương sâu nặng suốt đời tôi. Nước chảy mây trôi theo năm tháng cuộc đời, kỷ niệm tuổi thơ theo ta khi khôn lớn. Dù có đi đâu nơi chân trời góc biển, những đêm buồn trong khắc khoải cô đơn, nỗi nhớ quê hương trong giấc ngủ chập chờn, con bỗng muốn nghe câu ru hơi của mẹ: ơi quê hương mỗi người chỉ một, đâu dễ gì thay thế được người ơi. Quê hương là câu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng chẳng ngoài thêm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành thôi. Cảm ơn Thanh Phong rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục với hành trình đi tìm đáp án của hai vòng chơi cuối cùng. Mời quý vị đến với vòng 4 vì bạn xứng đáng, mệnh giá là 25 triệu đồng. Câu hỏi như sau: ở đâu gửi tặng? Tỉnh miền núi. Chúng ta có 9 gợi ý, còn lại phải mua. Mở lên. Thấp nhất 100 ngàn, cao nhất là 7 triệu rưỡi. Cái tiền mua nó càng tăng lên rồi ha. Cái sự căng thẳng nó lại càng lên cao hơn nữa. Chọn đi Thanh Phong. Em xin được chọn ô số 8 á. Mở số 8. Mệnh giá số 8 là 4 triệu 400 ngàn đồng. Mở ra cái thấy choáng liền á. Kệ, đi tìm đáp án thôi. Gửi là gì đây? Vùng núi Tây Bắc. Tây Bắc à. Tây Bắc thì có tỉnh nào? À, vùng phía Tây Bắc ở phía bên kia có rất là nhiều tỉnh miền núi với nhiều nét văn hóa như là Điện Biên. Đúng rồi. Rồi Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, dạ. Cánh cung của Tây Bắc ấy. Đúng rồi. Vâng ạ. Và em xin được mua tiếp ô số 3. Mở số 3. Mệnh giá số 3 là bao nhiêu? 5 triệu. Sao lần này vòng này lại bị nhiều thế? Chúng ta xem gợi ý là gì. Gỗ lá. Cỗ lá. Ở các cái tỉnh miền núi thì có những cái mẹt và có những cái lá, lá lót lá ở dưới đấy. Đúng và trên rồi. Bỏ rất nhiều đồ ăn. Chính xác. Và mình ăn bằng tay. Đúng rồi, chính xác như thế. Ở cái vùng này thì khi mà ngồi vào ăn cỗ lá đó, tất cả mọi người ngồi tụ họp xung quanh là tất rất nhiều loại lá. Rồi có tiếng khèn ha. Dạ. Tiếng khèn khỏi lên ha. Anh là ơi sao non ơi, khắp mấy núi rừng Tây Bắc sang ngời, mùa xuân đến ngàn hoa hè cười. Anh là ơi sao non ơi. Hay quá. Mà vẫn chưa biết đáp án là gì. Em xin phép được mua ô số
Số 7 ạ. Số 7. Số may mắn. Số may mắn hả? May mắn tiếp. Mệnh giá số 7 là bao nhiêu? 100. Được. 1 triệu, ok. Cũng đỡ. 1 triệu. Mở xem nào, gợi ý là gì đây? Nghỉ giao bên mình. À. Quốc lộ 6. Nhiều tỉnh, đường nhiều nó đi tỉnh lắm ạ, đường 6 đi lên phía đường Tây 6 Bắc đi lên. Dạ. Vậy là cũng chưa xác định được. Chưa xác định được vị trí. Mua tiếp đi. Vâng, xin phép được mua ô số 2 ạ. Mở số 2. Căng rồi nha. Thường là đến cái mà dữ liệu thứ tư này là em hay trả lời được. Thì vòng này cũng thế. Thứ tư, thứ năm rồi đó. Mệnh giá số 2 là bao nhiêu? Ít thôi. 2 triệu rưỡi. May nó không xuống, nó 7 triệu rưỡi. Mua cái gì đây? Mở luôn. Quốc lộ 6 đi qua thủy điện. Thủy điện à? Thì ở trên vùng Tây Bắc cũng có rất nhiều nhà máy thủy điện nổi tiếng. Thủy điện trong đó thủy điện Hòa Bình. Đúng rồi. Thủy điện Hòa Bình là một cái công trình của thế kỷ, giáo dục thế hệ trẻ của chúng ta đấy. Chính xác. Hòa Bình là có nơi du lịch là Mai Châu. Chốt phương án đáp án cuối cùng của vòng 4 của Thanh Phong đó chính là tỉnh Hòa Bình. Rồi, chúng ta sẽ xem đáp án. Tỉnh Hòa Bình, Mai Châu. Tỉnh Hòa Bình. Tuyệt vời, tỉnh Hòa Bình. Chúc mừng em. Hôm nay anh mình được độc tay nhiều quá. Em quá tuyệt vời và mãn nguyện. Một đáp án chính xác. Chúng ta xem như gợi ý còn lại. Dân tộc Mường, thung lũng Mai Châu. Lên mình đã dắt bây giờ. Cam Cao Phong, suối nước nóng Hà Nội. Bây giờ tổng kết số tiền thôi. 23.600.000 đồng là kết quả của 3 vòng chơi trước. Còn với vòng 4, Thanh Phong có số tiền là 35.700.000 đồng. Wow. Đấy, khá rồi đấy. Dạ. Cho Quỳnh Linh kết nối với hiện trường. Với đáp án là tỉnh Hòa Bình thì kết thúc vòng thi số 4, ca sĩ Thanh Phong của chúng ta đã giành số tiền là 35.700.000 đồng. Nhưng chúng ta còn vòng thi cuối cùng là vòng thi quan trọng nhất và quyết định. Thì ca sĩ Thanh Phong của chúng ta ơi, hãy cố gắng nhiều hơn nữa nha. Thanh Phong cố lên. Rồi, chút xíu thôi mà gặp lại. Chúng ta sẽ đến với vòng chơi cuối cùng, đó là vòng 5, vì bạn xứng đáng. Siêu phẩm đã xuất hiện, mì Yes Mom có xúc xích bên trong. Yes Mom, mì xúc xích siêu ngon. Yes Mom, mì xúc xích siêu ngon, giá hấp dẫn. Thể thao tìm thấy nhà vô địch trong mọi đứa trẻ. Và Milo giúp nuôi dưỡng nhà vô địch đó. Bởi không gì tiếp sức còn tốt hơn Milo. Với dinh dưỡng từ sữa, tăng cường nhờ công thức Active Gold từ Thụy Sĩ. Là sự kết hợp độc đáo của lúa mạch, các vitamin, khoáng chất thiết yếu, thêm sắt cung cấp dinh dưỡng và giúp giảm mệt mỏi. Milo tiếp năng lượng bền bỉ cho cơ thể và tiếp sức sự tự tin trong con. Mẹ ơi! Mẹ thông thái chọn bình xịt côn trùng Jumbo Vet với chất lượng Nhật Bản, diệt trừ hiệu quả muỗi vằn. Sản phẩm được chứng nhận bởi Bộ Y tế. Jumbo Vet, nhãn hiệu diệt côn trùng số 1 Việt Nam. Giới thiệu Danisa phiên bản giới hạn. Này có thêm hương vị sô-cô-la hạt điều, được tạo nên từ những nguyên liệu tinh túy nhất cho những chiếc bánh hoàn hảo. Danisa Cone, món quà tri ân cho khoảnh khắc vẹn tròn. Nutimil, sữa tươi chất lượng vượt trội, chuẩn cao thế giới. 3.5 gram đạm, 4 gram béo. Trang trại bò sữa Nutimil, hội đủ 6 yếu tố sạch là thiên đường cho bò sữa Việt Nam. Thử ngay sữa tươi đường đen mới. Vòng 5 mình giá là 30 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Hỏi rất nhiều vấn đề, gợi ý hiện tượng tự nhiên. Chúng ta có 9 gợi ý còn lại phải mua. Thấp nhất 150.000 đồng, cao nhất là 9 triệu. Bắt đầu chọn đi Phong. Em xin được chọn ô số 4 ạ. Mỗi số 4.
Bây giờ qua cái niềm vui mình tả vô hòa bình rồi, bây giờ mình trở lại cái không khí căng thẳng đây. Số 4 mệnh giá là bao nhiêu? Wow, 150. Hay lắm. Nào, 150.000. Xem kỹ, có thể nhìn thấy bằng mắt thì tự nhiên rất nhiều lắm. Sấm sét, mây mưa. Đúng rồi, dạ. Nhiều lắm. Ôi, em mua tiếp bạn ạ. Xin được mua dữ liệu số 3. Mở số 3. Hiện tượng gì đây? Mà giá số 3 là 3 triệu. Mở gửi bảo mặt động địa, động địa chấn, động đất, động đất rung lắc, rung lắc núi lửa, địa chất rồi sóng thần cũng sóng là thần. Một hoạt động địa chất đấy. Đúng rồi, em xin phép được mua thêm dữ liệu số 9 ạ. Mở số 9, hiện nay chúng ta đang định hướng được rồi, vấn đề là cái gì chính cái xác gì đây đúng. Mình giá số 9 là bao nhiêu? Wow, 200.000 đồng. Vẫn tốt, không sao. Vẫn tốt ạ. Đừng có để 9 triệu, 6 triệu, 5 triệu mấy kìa. 1.200.000 đồng. Mở gỉ. Tạo ra điện. Tạo ra điện. Sấm sét thì là tạo ra tia lửa điện. Không, sét thôi. Nhưng phải sấm sét. Thanh Phong xin được tiếp tục lựa chọn mua dữ liệu. Ô số 7. Số 7. Lại chính số 7 đã trở về. Số 7. Tôi lo nhất số 7 này nè. Mệnh giá số 7 là bao nhiêu? Mở ra nào. Ôi wow. Con số may mắn của em có khác. May mắn đi, nãy giờ chỉ còn lần 3 triệu thôi ha. 300.000. Mua được gì? Thi ca sẽ có trong văn học nghệ thuật. Thi ca nào có sóng thì có rất nhiều, như là sóng của Xuân Quỳnh rất là nổi tiếng. Chúng ta đi học Xuân rồi. Quỳnh là sóng thôi. Vâng ạ. À không, sóng bắt đầu từ gió mà. Chúng ta còn tới 25.350.000 đồng nữa. Em xin phép được mua ô số 6 ạ. Số 6 chốt luôn cho chắc ăn đã. Nào, mệnh giá số 6 là bao nhiêu? Mở. Ôi, 5 triệu. 5.250.000 đồng. Xem gửi. Gió, sao bắt đầu từ gió? Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Chốt luôn. Vâng ạ, và Thanh Phong xin được chốt đáp án cuối cùng của vòng 5. Đó chính là hiện tượng tự nhiên. Sóng. Chốt. 3 2 1. Chốt. Sống. Có phải như thế không? Được hay mất thưa quý vị, chúng ta xem đáp án. Đúng này. Sống. Sóng biển đây. Chính xác là như thế. Ây, chúng ta đã phân tích đúng cái đường của nó rồi. Dạ. Cảm ơn những câu hát, cảm ơn những bài thơ thi ca về sóng. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Sông không hiểu nổi mình, tìm ra tận bể. Mặt biển và đại dương liên quan đến một môn thể thao. Sóng bạc đầu thương nhớ. Đây là một trong những cái dữ liệu nó liên quan đến sóng. Sóng là một cái gọi là hiện tượng tự nhiên. Dạ. Ở dưới lòng đất nó tạo nên sóng. Và dạ, có thể sóng đó nó cũng tạo ra điện. Dạ. Ôi, chúng ta tổng kết số tiền thôi. 35.700.000 đồng là kết quả của 4 vòng chơi trước. Cộng với vòng 5, Thanh Phong có số tiền là 55.800.000 đồng. Wow, chúc mừng em. Dạ. Một kết quả cũng rất là tốt. Ngay bây giờ thì người dẫn chương trình hãy thông báo cho em Cương với em Kiệt biết được kết quả ngày hôm nay nha. Quá xuất sắc đúng không ạ?
Và sau 5 vòng thi thì ca sĩ Thanh Phong của chúng ta đã giành được số tiền là 55 triệu 800 nghìn đồng. Và hiện tại bây giờ thì Thanh Hương cũng như tất cả mọi người ở đây đang rất là háo hức, muốn tiến thẳng tới gia đình nhà em Kiệt và Cương. Chúng ta hãy cùng đi nhá. Chào chị, em xin tự giới thiệu với chị, em là Thanh Hương. Em đến từ chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Đây là hai anh em Kiệt và Cương đúng không ạ? Dạ, hôm nay thì thay mặt cho chương trình Vì Bạn Xứng Đáng cũng như là khách mời người chơi đặc biệt là ca sĩ Thanh Phong thì em mang tới đây một món quà để gửi cho gia đình nhà mình và đặc biệt là hai anh em nhà Kiệt Cương. Thì không biết là mọi người có đoán được đây là món quà gì không ạ? Chắc là không đoán được đúng không? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ xem hình ảnh này nhé. Xin mời. Chú Quỳnh Linh chào Cương với Kiệt nha, chào gia đình. Hôm nay bạn Phong là một người rất là tuyệt vời. Bạn ấy đã vượt qua những cái chặng đường rất là khó khăn để có thể đưa ra những cái đáp án chính xác. Và chúng tôi chúc mừng Thanh Phong và cũng chúc mừng luôn cho gia đình của Cương với Kiệt nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe những cảm nhận từ người chơi chính trong ngày hôm nay, ca sĩ Thanh Phong. Thanh Phong xin chào tất cả các cô bác, các anh chị đang có mặt tại Vĩnh Phúc. Và đặc biệt là anh xin chào hai em của anh. Nhìn thấy cái thành tích học tập của em thì anh cũng rất là nể phục. Nhưng mà hy vọng rằng em sẽ lấy đó để làm động lực để học, học nữa, học mãi. Hy vọng trong tương lai thì bằng việc học của mình, hai anh em sẽ trở thành những người tốt, làm chủ được bản thân, xây dựng cho gia đình, quê hương và đất nước bằng cái tài năng của mình. Kết quả hôm nay anh thi và đã được 55 triệu 800 ngàn đồng. Một cái số tiền so với kỳ vọng của anh thì anh cũng thấy hơi thấp. Nhưng mà đây là cũng, cũng là một số tiền nào đó để gửi tới cho hai em và gia đình. Hai em tiếp tục làm một cái học bổng riêng để tiết kiệm, để phục vụ cho cái con đường học tập sắp tới của các em. Rồi lên cấp này, rồi đại học và có thể học sau này nữa. Và chúc cho các em tỏa sáng được ước mơ của mình. Vâng ạ, xin được cảm ơn tình cảm chân quý của ca sĩ Thanh Phong ngày hôm nay. Thực sự đối với Thanh Hương thì số tiền là 55 triệu 800 nghìn đồng thì không phải là số tiền nhỏ đâu. Và toàn bộ số tiền ngày hôm nay xin dành tặng cho hai em Kiệt và Cương. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn chương trình Vì Bạn Xứng Đáng và đặc biệt là ca sĩ Thanh Phong đã giúp đỡ em. Em xin hứa sẽ dùng số tiền này để học tập thật tốt, không phụ lòng mọi người ạ. Con xin cảm ơn các sĩ, con rất nhiều cảm ơn biết mình học chương trình về Vì Bạn Xứng Đáng. Con sẽ cố gắng số tiền này để nâng giữa mở và quyết tâm học. Rồi bây giờ hai anh em có hứa được với cô Hương là mình sẽ còn cố gắng nhiều hơn nữa. Trước là cô biết đã cố gắng rồi, nhưng bây giờ mình cố gắng gấp 10, gấp 20 lần như vậy có được không? Cố gắng nhá. Vâng, thưa quý vị, đứng bên cạnh em Kiệt đây chính là người mẹ thân yêu của hai em. Dạ chị ơi, dạ. Chị có thể chia sẻ đôi lời đến với ca sĩ Thanh Phong ngày hôm nay và khán giả của Vì Bạn Xứng Đáng không ạ? Vâng ạ. Mời chị. Vâng ạ. Hôm nay cái chương trình Vì Bạn Xứng Đáng cũng ca sĩ Thanh Phong đã chơi chương trình nên thì em cũng biết nói gì rồi. Em xin cảm ơn chương trình và ca sĩ Thanh Phong đã có số tiền chào cho gia đình em và hai cháu kia Cương thì em xin cảm ơn ạ. Và em xin hứa là cái số tiền này em sẽ dùng để mà hai cháu là cố gắng học cao hơn nữa. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, đứng bên cạnh đây thì còn có đại diện của Ủy ban Nhân dân, tức là đại diện của bên chính quyền. Rất vinh dự cho địa phương chúng tôi hôm nay được đón nhận cái món quà của chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Đặc biệt là người chơi ca sĩ Thanh Phong đã có một số tiền hết sức quý báu để tặng cho cháu Kiệt và cháu Cương, hai cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong học tập. Đây là món quà đặc biệt quý giá, rất mong hai cháu sẽ cùng với gia đình sẽ thực hiện cái việc dùng cho việc học tập. Và một lần nữa thì thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương cũng không biết nói gì hơn, xin cảm ơn chương trình, cảm ơn ca sĩ Thanh Phong và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả theo dõi chương trình, động viên ca sĩ để ca sĩ đạt được kết quả tốt nhất trong cái buổi chương trình Vì Bạn Xứng Đáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ. Và ngày hôm nay thì còn có sự xuất hiện của ông nội của hai em Kiệt và Cương. Thì ngay sau đây thì bác cũng rất là muốn có đôi lời để chia sẻ. Dạ xin mời bác ạ. Tôi là ông nội của hai cháu Kiệt Cương. Số phận hai cháu là bố cháu bất sự.
này các cháu khổ lớn mà được sự quan tâm của ca sĩ Thanh Phong và chương trình vì bạn xứng đáng để giúp đỡ hai cháu học tập. Tôi xin cảm ơn. Bác đang rất là xúc động ạ. Và một lần nữa thì em xin được chúc chị thật nhiều sức khỏe. Và xin chúc các bác thật là nhiều sức khỏe. Và đặc biệt là hai em Kiệt và Cương ngày hôm nay, các con phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải nghị lực và bản lĩnh nhiều hơn nữa. Bởi vì sau này mình không những là mình chăm sóc cho bản thân mình, cho em trai của mình, mà còn cho mẹ, cho ông bà của mình nữa, được không? Một lần nữa thì Linh Hương xin được cảm ơn sự quan tâm của quý vị ngày hôm nay dành cho chương trình của chúng tôi. Và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Sẵn sàng lên sóng chưa các cô gái? Khi mái tóc cùng bạn cháy hết mình trong từng chuyển động với Sun Siêu chứa tinh dầu argan và hương hoa, làm sạch và nuôi dưỡng cho tóc ngát hương và mềm mượt gấp 5 lần. Sun Siêu chai lớn tiết kiệm hơn. Giới thiệu sản phẩm tôn mới trong tiêu chuẩn S Alugin S Color, trong tiêu chuẩn cao Win Alugin Win Color, trong cao cấp King Alugin King Color. Sản phẩm của Tôn Long Á bảo hành lên đến 50 năm. Mê ốc cay, thử ngay tương ớt chín su cay gấp đôi mới. Tương ớt chín su, vạn món ngon cùng vị. Chơi thì bạn xứng đáng, rất là tuyệt vời. Cảm ơn Thanh Phong rất là nhiều. Hai món quà 55.800.000 đồng này là món quà rất là lớn đối với em Cương và em Kiệt trong giai đoạn này. Cảm ơn Phong, chúc em thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Còn bây giờ thì Thanh Phong và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Em là người đại diện mẹ lên đây để nói động viên anh. Thì hôm nay em quay trở lại đây vẫn tiếp tục với cái nhiệm vụ đó là mẹ em vẫn theo dõi anh mỗi ngày và vẫn tiếp tục động viên anh. Rồi, cảm ơn mẹ em rất là nhiều. Và anh với Hồng Vân là cũng một cái bạn rất thân luôn. Thân, đi ăn chung rất là nhiều. Đi ăn không đủ anh là không được á. Bây giờ cái ký của anh với Hồng Vân cũng... Không, mà đừng nói gì cô em buồn á. Không có buồn đâu, quen rồi. Cũng dư nhau luôn. 244 triệu 6 triệu 244 triệu 6 triệu 244 triệu 6 triệu 244 triệu 6 triệu. Chọn số 3. Số 3.